Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lót cái dữ liệu trên cây CTX 3000. Thì đầu tiên các bạn ghim USB vào trong cái PC hoặc cái laptop của mình đó, tùy các bạn thôi. Nên là khi kết nó vào thì các bạn vào trong cái USB, chúng ta sẽ tạo một cái thư mục có tên là Music Dash, để chúng ta dục cái dữ liệu. Cái dữ liệu ở đây nè các bạn. Các bạn nhớ đối với cái style thì các bạn sẽ sử dụng cái đuôi AC7 nha. Cái đuôi AC7 là cái đuôi như thế nào? Là cái đuôi này. Các bạn sử dụng cái đuôi AC7 để lót vào cây đàn nó mới có thể đọc được nha. Chứ STI nó không có đọc được nha các bạn. Sau khi các bạn tạo được cái Music Dash rồi mà mở ra trong USB nha. Chúng ta góp ba cái điệu này vào. Ba cái điệu này thật ra mình lấy trên mạng ấy. Mình đi thí dụ cho các bạn thôi. Khi các bạn lót xong rồi thì các bạn cứ lấy USB các bạn ghim lên đàn. Bây giờ chúng ta tiến hành lên đàn, chúng ta góp lót dữ liệu nha. Thì để lót dữ liệu vào trong cây đàn CTX 3000, chúng ta sẽ trước tiên mở nguồn trước đã. Và sau đó chúng ta sẽ ghim USB lên. Các bạn để ý ở chỗ này nó sẽ có cái biểu tượng USB. Nhưng mà cái đàn nó tiếp nhận cái USB thì nó sẽ chấm nháy. Còn nếu không nhận USB là nó sẽ không chấm nháy nha. Đấy, ở đây nó đã nhận USB rồi. Thì để lót cái dữ liệu toan hoặc là cái rip vào, chúng ta bấm vào function. Dùng phím số 3 để di chuyển tới và số 1 để di chuyển lùi lại. Ở đây nó nằm ở phía sau nên mình sẽ di chuyển lùi để cho nó nhanh hơn. Media, và ở đây media cho là chọn phím số 6 để enter là để chọn. Chờ một tí để nó đọc cái dữ liệu trong cái USB. Nếu dữ liệu của bạn nhiều quá thì nó sẽ tốn trong tầm khoảng 1 phút 2 phút, mà dữ liệu của bạn ít tầm khoảng 5-10 giây là nó xong. Ở đây lót, mình sẽ lót, tức là mình lấy dữ liệu từ bên ngoài vào, mình sẽ bấm vào lót. Đây nó lót toàn, lót rip, nó có nhiều ghi âm, băng, pad và toàn bộ. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn lót rip. Rip với toàn cũng như nhau nha các bạn. Rip, chúng ta sẽ bấm vào enter, chúng ta chọn rip. Ở đây mình sẽ lót mình sẵn ba cái điệu để mình có thể cho các bạn xem trước. Mình có thể dùng con xay nha, dùng con xay này mình xay để mình kiểm tra cái dữ liệu của mình. Và mình có thể bấm enter để mình lót cái dữ liệu vào. Ở đây ví dụ như Bossa Nova, mình muốn lót cái điệu Bossa Nova, bấm enter đó, và nó sẽ hiện ra cái vị trí để chúng ta ghi cái điệu Bossa Nova lên. Ở đây mình đã sử dụng full rồi nên mình sẽ nó không còn chỗ nào trống hết trơn á. Giờ mình sẽ lót đại một cái để vào. Khi bạn lót vào nó sẽ có thư mục trống nha, các bạn bấm vào nó sẽ tự động nó lưu vào đó. Còn này mình nó có dữ liệu sẵn rồi nên chúng ta tiếp tục sẽ bấm enter tiếp tục để chúng ta ghi đè lên. Hỏi có ghi đè không? Có, Z. Z thì các bạn bấm dấu cộng. Nó đã lót xong. Mình quên vị trí số mấy rồi. Nên là 297 nha. Bây giờ chúng ta tắt máy. Đối với cái tiếng chúng ta lót tiếng cũng như vậy các bạn. Tắt máy, chúng ta khởi động lại và chúng ta sẽ vào lại thằng rip 297. 297. Đó là điệu Bossa Nova nãy mình đã lót vào, mình sẽ thử cho các bạn nghe. Cái này nó nằm ở trong cái dữ liệu. Đó là cách chúng ta lót cái dữ liệu vào. Còn nếu mà chúng ta muốn copy cái dữ liệu từ trong đàn ra thì như thế nào? Thì chúng ta cũng làm y gan vậy, chúng ta phải bấm vào Function. Chúng ta cũng di chuyển vào Media và chúng ta bấm vào Cell. Chúng ta muốn Cell toan hoặc Cell rip. Đây mình sẽ Cell rip. Ví dụ như mình sẽ lấy cái điệu Bolero ra ngoài, mình sẽ di chuyển bằng nốt cộng trừ này. Thì chúng ta sử dụng lấy cái điệu, hoặc là dùng con xoay này chúng ta xoay lấy cái điệu chúng ta ra ngoài. Mình muốn lấy cái điệu Bolero, mình bấm vào enter. Nó hỏi bạn có muốn xuất ra ngoài không, bấm Z. Đó đã xong. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái USB coi thử nó có dữ liệu trong đó không nha. Cái dữ liệu Bolero nãy mình mới lót qua đây. Rip. Đấy, Bolero. Bolero. Đó là cách chúng ta lấy dữ liệu từ trong đàn ra. Và rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Hoài Nam nha.